Xin chào các bạn, nay Router Việt Nam xin phép chia sẻ một công trình rất đẹp và hiện đại sử dụng sản phẩm cổng tự động âm sàn Router. Phía ngoài này là sử dụng bộ cổng nhôm CNC. Đó. Và phía bên trong kia sử dụng hệ cửa nhôm kính, đều được lắp đặt động cơ âm sàn Router 24V. Công trình 5 tầng rất đẹp và hiện đại. Đây là phần đế động cơ thì toàn bộ sử dụng đế inox và có răng cao su chặn nước chặn rác. Đây là cảm biến an toàn được gắn ở hai bên trụ cổng, có nhiệm vụ là để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi đi ra đi vào. À, khi cổng đóng như này, nếu như có người hoặc ô tô hoặc vật cản gì đó đi qua thì cổng sẽ ngay lập tức dừng lại và mở ra. Đó. Ở đây thì có tích hợp tất cả các giải pháp điều khiển, từ điều khiển bằng remote, điều khiển qua điện thoại, điều khiển qua vân tay, mã số. Đó. Rất an toàn và nhiều giải pháp điều khiển. Phía bên trong này là bộ cổng nhôm, cửa nhôm kính này. Đấy. Và tích hợp trên một tay điều khiển nhé, mình có thể điều khiển được cả hai cổng. Trên tay 4 nút, hai nút bên trên sẽ sử dụng cho chế độ phía cổng ngoài và hai nút bên trong là cho cổng phía trong này, phía trong nhà. Đây là bộ cổng nhôm kính. Bộ cửa nhôm kính rất đẹp. Đây, chế độ hai cánh này. Đó. Đây là cơ cấu trượt phía trên, dẫn hướng phía trên. Cảm biến an toàn gắn hai bên trụ cổng. Các công tắc điều khiển thông minh để tích hợp điều khiển qua điện thoại, hoặc chúng ta có thể ấn trực tiếp ở trên mặt cảm ứng này. Đó. Ấn thì cổng phía ngoài sẽ đóng lại. Đây, còn đây là cổng phía trong. Đó. Rất tiện cho người sử dụng. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video.